Chào các bạn, mình đang có mặt trên con đường đi ra thị xã Giá Gai các bạn ha. Mình xuất phát từ trong Long Điền, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu mình đi ra. Thì đây, ở đây mình thấy có dọc đường có những cái anh chị bán quần áo nè, bán trái cây này kia. Rồi, video này mình sẽ đi để quay chợ Giá Gai nha các bạn nha. Cập nhật tình hình chợ Giá Gai trong ngày 28 Tết. Hiện tại thì trời trưa rồi, 12 giờ trưa. Do mình từ Bạc Liêu mình về đây thì cũng hơi trễ nên mình không có cập nhật lúc sáng được các bạn ha. Nên mình đi quay chợ vào buổi trưa chia sẻ với các bạn. Thì mong các bạn thông cảm. Chủ yếu là mình muốn cập nhật tình hình hiện tại của chợ Giá Gai cho mọi người ở xa có thể biết được tình hình chợ Giá Gai trong ngày 28 Tết như thế nào. Đây là trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực các bạn ha. Đó. Thuộc khóm 4 phường 1 thị xã Giá Gai. Đây là cái trường mới, hồi xưa là mình học cái trường Trung học phổ thông Bán Công Giá Gai thì con trường đó nằm cặp với con sông Bạc Liêu các bạn ha. Nhớ những năm học ở đó thì tới cái mùa mà nước lên á, cả cái sân trường nó ngập nước các bạn. Rồi họp chào cờ phải ngồi bắt ghế mà ngồi lủm bủm dưới nước vui lắm. Đây là nói chung là cũng là quê hương của mình đó, mà không biết các bạn đang xem video mình có bạn nào cùng quê hương với mình hay không. Quê hương của mình thì không thuộc thị xã Giá Gai các bạn, nhưng mà cũng sát bên thị xã Giá Gai luôn, thuộc xã Long Điền ha. Hồi trước chưa tách huyện ra thì mình lại nằm trong huyện Giá Gai các bạn. Đây chỗ ngã ba này các bạn, nếu mà về tay phải thì các bạn sẽ đi qua cầu Giá Gai đó. Còn quẹo tay trái thì sẽ đi lại cầu Đình, đi vào chợ Giá Gai. Nếu mà các bạn quẹo phải thì vẫn có thể quẹo ngược lại chợ Giá Gai được. Chỗ này hồi trước là có một cái chỗ bán bánh chuối chiên rất là nổi tiếng các bạn ha. Đó, con đường này hồi trước á, lúc mình còn đi học á, thì con đường không có được trùng tu, nó thấp lắm. Giờ trùng tu chắc cũng được nhiều năm rồi, nó cao như thế này nữa các bạn ha. Giờ đường này chủ yếu là người dân đi vào chợ đi đường này thôi, đa số là mọi người đi cái hướng quẹo tay phải hồi nãy đó. Đây, trong đây có một cái miếu, cái đình gì nè, đình thần Phong Thạnh các bạn, đó đình thần Phong Thạnh, di tích lịch sử cấp tỉnh nha. Chắc một dịp nào đó mình sẽ về đây mình khám phá ha các bạn. Đình thần Phong Thạnh, đây là cầu đình các bạn ha, cái cầu mà hồi xưa khá là nổi tiếng. Đi học buổi tối là rất là sợ đi qua cây cầu này, tại mấy anh trai ưa ngồi cho đó các bạn ha. Đi ngang sợ bị đón đường á. Đây, mình đã tới chợ Giá Gai các bạn ha. Do cái hướng mặt trời nó đang trên đỉnh đầu nên mình sẽ quẹo tay trái nha. Chỗ này buôn bán rau củ quả nè, rất là nhiều. Bên kia bán trái cây các bạn, rất nhiều trái cây ha. Mình sẽ đi con đường Trần Hưng Đạo các bạn. Ồ, cũng khá là đông ha. Nên chắc có thể mình sẽ gửi xe các bạn, kiếm chỗ để gửi xe. Chỗ để gửi xe mình đi cho nó tiện, chứ chạy xe mà quay như thế này khó chạy, kẹt xe đó. Không biết có chỗ nào để gửi xe. Mọi người đi mua bông nè, này là buôn bông cúng các bạn.
kiếm chỗ gửi xe cho nó đi cho nó tiện ha. Mình sẽ chạy vào chùa Tịnh Độ để gửi xe các bạn ha. Đây, mình sẽ vào đây để gửi xe. Chào các bạn, bên đây ở đây là trong của chùa Tịnh Độ Hưng Phong Tự ở số 422 Trần Hưng Đạo, khóm 5, phường 1, thị xã Giá Gai. Thì mình nhớ hồi năm nào ra đó mình cũng gửi xe ở đây và mình đi quay. Bây giờ cũng tiện, mình gửi xe ở đây, mình đi quay tiếp. Đó. Các bạn thấy hình ảnh chợ cũng khá là nhộn nhịp ha. Tương đối là nhộn nhịp. Nhộn nhịp lắm. Mặc dù là đang là giữa trưa nắng, 12 giờ trưa, nhưng mà mọi người đi chợ cũng tương đối nhộn nhịp. Chắc có thể là hồi sáng rất là đông các bạn. Theo mình thấy một số bạn mình đăng hình chia sẻ trên Facebook á, thì các bạn nói là buổi sáng nay chợ Giá Gai thấp thủ. Đây, vậy cho phải là đường Nguyễn Huệ các bạn ha. Đi bộ cho nó chắc ăn, đi xe mở tránh xe không cũng mệt. Cái này nhà phía trước có trồng sen đá nè bạn ha. Đó, đẹp đẹp không. Đây, bán bông, bán đồ trang trí Tết. Đây là Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Gai, phòng giáo dục và đào tạo. Bán đồ trang trí Tết các bạn. Đây là quán cà phê hồi trước mình đi học, mình vừa ghé đây mình uống các bạn ha. Đây. Đây, mình đã tới chợ Nhà Lồng Giá Gai các bạn ha. Đây, các bạn xem. Cái bảng thì hình như là đã gỡ đi rất là nhiều. Đây, chưa. Dạ. 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 Trên khách sạn hay gì? Không, không. Đi ngang chỗ này thơm mùi mắm các bạn. Thơm mùi mắm sống ha. À, đây bán bánh nè. Bánh tét, bánh ú. Các loại mứt. Rồi, mình sẽ quay cận cận xíu cho các bạn xem cho dễ. Này. Này thì hơi cái đường nó hơi dơ các bạn ha. Chết rồi.
đây cho các bạn xem đó, hình ảnh của chợ khúc này là bán hàng đầu tư sống các bạn ha. Chợ vào buổi trưa, chợ sáng đông lắm hả cô? Đông. Dạ. Tết năm nay bán đảo không cô? Dạ. Đây, đó là khu vực bán hải sản tươi sống, đồ tươi sống các bạn ha. Còn đây là rau củ quả. Phía bên kia là bán thịt heo các bạn ha, mấy cái sạp thịt heo. Đây. Bên kia là bán thịt heo các bạn ha. Vì có mấy cái sạp bán quần áo nữa nè. Đó. Chả găng hả bạn? Đây. Đây, mình đã đi một vòng trong chợ. Bây giờ mình sẽ tiến đi qua cái mấy cái khu mà bán con đường các bạn. Mình không biết gọi là khu gì mà có con đường mà đi ngược lên á. Đây, mình sẽ đi lại đường này và đi thẳng, sau đó quẹo tay phải nha. Lúc sáng mình quay mình đi ngang thôi mà chỗ mở nhạc các bạn, nó bị thằng BHD Media gì đó nó đánh bản quyền. Vô tình thôi, chỉ đi ngang ở chỗ mà mở nhạc á, chứ mình đâu có dàn nhạc lấy nhạc của ai đâu. Bánh mứt nè. Lúc sáng thì rất là đông, còn buổi trưa thì tương đối vắng nha các bạn.
sẽ đi cập nhật tình hình chợ hiện tại cho các bạn xem. Đây là đường Nguyễn Huệ nha các bạn. Đây. Còn đây mình thấy là đường Lê Lợi ha. Nhiều khi các bạn đi hàng ngày nhưng mà không biết tên, không biết tên con đường. Sim nè, Liên Sim, chỗ này khá là nổi tiếng. Dạng như là mình đã đi một vòng chợ Gia Gai luôn các bạn nha. Chợ thị xã. Đi ngược lên kia nữa là một vòng luôn rồi đó. Chỗ này bán cái gì thơm quá vậy? Gì bán bánh? À, bánh bông lan các bạn. Đây, thì kia là đường Trần Hưng Đạo. Mình đã đi một vòng chợ Gia Gai cho các bạn. Tiếp theo sẽ là chợ Hậu Phòng nha các bạn. Sau đó mình sẽ đi xuống chùa Thiên Trúc để quay hình ảnh hiện tại của chùa Thiên Trúc cho các bạn xem. Thì mình cũng đã có một video chia sẻ với các bạn hình ảnh về chùa Thiên Trúc ở khúc chéo rồi. Nhưng mà lúc đó thì chưa có hoàn thành nhiều, còn bây giờ mình nghĩ chắc cũng đã hoàn thành khá là nhiều nên mình muốn cập nhật lại hình ảnh cho các bạn xem. Hồi trước ở đây có một cái quán cháo rất là nổi tiếng như ở góc đường nè các bạn ha. Góc đường này nè mình rất là thích nhưng mà bây giờ không thấy bán nữa, chắc giờ đi chỗ khác là nghỉ gì đó cũng không gành nữa. Đó các bạn. Chợ trưa nhưng mà khá là đông, nhộn nhịp ở khúc ngoài thôi, giờ khúc trong chợ thì tương đối vắng các bạn ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.